tiếp theo thì chúng ta sẽ giới thiệu một số các cái lệnh nữa ở trong MiniVM giúp chúng ta là căn chỉnh, can thiệp vào các giá trị sáng, tối, tương phản, rồi thì các lệnh mà can thiệp vào màu sắc cơ bản nhất ở trong Photoshop. Đầu tiên là chúng ta làm quen với một số thứ rất là đơn giản như thế này. Ngoài cái phần mode này thì chúng ta sẽ có một số các cái lệnh rất là quan trọng ở trong phần adjustment, giúp chúng ta có thể là căn chỉnh các giá trị sáng tối rồi thì màu sắc ở trong một bức ảnh. Đầu tiên là cái brightness contrast, thì hôm qua là chúng ta cũng đã đụng tới hai cái công cụ mà cũng có nói tới cái giá trị này, là cái công cụ gì nhỉ, blue và sharp, đúng không ạ? Và chúng ta đã nói rằng là các công cụ này khi mà di qua một cái vùng đề ảnh nào đó, nó làm cho một cái vùng ảnh nó trở nên là mờ nhòe đi, hoặc là làm sắc nét lên bằng cách là tăng hoặc là giảm cái độ tương phản giữa các cái điểm ảnh nằm cạnh nhau. Thì cái brightness contrast này nó cũng có cái cách làm tương tự như vậy. Nó có hai cái giá trị, một cái giá trị là tăng hay giảm cái độ sáng của bức ảnh, là chúng ta ra giảm cái tham số brightness. Thế còn một cái giá trị nữa là contrast. Contrast thì nó sẽ làm tăng cái độ tương phản cao lên để cho nó trở nên rõ nét, hay là contrast giảm xuống thì nó sẽ nhòe đi. Thì đây, thao tác chúng ta làm và chúng ta có thể là xử lý đơn giản là như thế này. Kéo các con trượt, quan sát cho tới khi nào mà chúng ta cảm thấy là hài lòng, sau đó thì nhấp OK. Thực ra thì các bạn cũng còn có một cái giá trị nữa là cái giá trị auto. Auto thì nó sẽ tự động nó tính toán trên dựa trên cái tham số vốn có của bức ảnh, và nó sẽ dựa trên cái thực trạng đó, nó sẽ đưa ra một cái phương án nó cho rằng là tối ưu nhất có thể, thì các bạn có thể nhấn auto. Tuy nhiên là ở trong cái cách chỉnh lý của chúng ta thì chúng ta nên tự tay mình mà xử lý, tại vì là cái thao tác mà làm của chúng ta là tùy dài, và chúng ta sẽ có những cái thứ mà chúng ta muốn là nó theo ý của chúng ta thì chúng ta nên trực tiếp mà điều chỉnh đấy. Và sau khi mà điều chỉnh xong, các bạn nhấp OK để các bạn là chấp nhận cái tham số mới cho các bức ảnh. Rõ ràng khi mà chúng ta điều chỉnh cái độ tương phản contrast thì các bạn nhìn thấy là cái bức ảnh này trông nó cũng đã dễ nhìn hơn rất là nhiều đó. Do cái gốc của nó đây, gốc của nó thì cái bức ảnh này là chụp là không tốt, môi trường ánh sáng không tốt, rồi chúng ta điều chỉnh khẩu độ có đi các thứ ở trong lúc chụp là không tốt, cho nên là nó rất là khó hiện lên đó. Thế nhưng mà khi mà chúng ta điều chỉnh xong thì chúng ta thấy rằng là nó đã tương phản tốt hơn. Đấy, tương phản tốt hơn, và chúng ta nhìn cái bức ảnh trông nó cũng đã dễ chịu hơn rất là nhiều. Thế đấy là một cách làm. Thế cách thứ hai, và cách này là cái cách mà được sử dụng rất là nhiều, đó là sử dụng cái lệnh lever. Lever thì nó sẽ giúp chúng ta thiết lập những cái gì? Nó giúp chúng ta thiết lập hai cái giá trị rất là quan trọng cho bức ảnh, là giá trị sáng nhất và tối nhất trong một bức ảnh. Giá trị này nếu mà thiết lập không đúng thì nó sẽ cho một cái kết quả không được hoàn hảo, bức ảnh của chúng ta sẽ không có trông cho không có tốt. Đây, các bạn quan sát, khi mà chúng ta nhấn lệnh lever hoặc là nhấn phím tắt là Ctrl L thì các bạn sẽ có một cái hộp thoại lever mở ra như thế này. Trong đó thì các bạn nhìn thấy là trên cái nền xám như thế này, chúng ta có một cái phần hình trắng trông nó giống như một cái đồ thị. Ở phía dưới này chúng ta có ba cái con trượt, một con trượt nằm cạnh trái, một con trượt nằm cạnh phải và một con trượt nằm giữa. Ba con trượt này sẽ đảm nhiệm ba cái vai trò như sau. Cái con trượt bên trái này là thiết lập các giá trị được gọi là điểm tối nhất, giá trị tối nhất của bức ảnh, sẫm màu nhất của bức ảnh. Con trượt bên trái này là con trượt thiết lập cái giá trị sáng nhất, điểm sáng nhất, giá trị sáng nhất của bức ảnh. Thế còn con trượt ở giữa này thì là nó sẽ ra giảm điều chỉnh giữa hai cái giá trị sáng nhất, tối nhất trong bức ảnh, bằng cách là can thiệp
là kéo các cái con chuột này sang những cái vị trí mới, thì chúng ta sẽ điều chỉnh được cái tương quan giữa giá trị sáng nhất và tối nhất. Khi hai giá trị này nó cân bằng thì chúng ta sẽ có một cái bức ảnh nó dễ nhìn, trông nó sẽ ổn thỏa. Còn nếu mà các giá trị này nó không tốt thì kết quả các bạn nhìn thấy là cái bức ảnh của chúng ta trông nó rất là lờ mờ, cho nó không có rõ ràng đấy. Và như thế nào thì là chuẩn, chỉnh làm sao cho bức ảnh trông nó rõ ràng đấy, phân biệt giữa các khu vực một cách tốt nhất. Thế còn về cái cách làm cơ bản và dễ dàng nhận ra nhất thì các bạn thấy là một cái bức ảnh tốt ấy, thì ở trong cái sơ đồ màu này đấy, thì các bạn nhìn thấy là các cái điểm điều khiển trắng hoặc là đen hay là sáng hay là tối này, nếu mà chuẩn ra thì nó phải nằm vào trong khu vực của cái sơ đồ này thì mới là ổn đấy. Thế ở đây thì chúng ta sẽ nhìn thấy là cái bức ảnh này của chúng ta nó không ổn. Vì sao? Vì cái điểm mà thiết lập cái độ sáng nhất này này, nó đang nằm ở ngoài sơ đồ. Như vậy là cái độ sáng của chúng ta nó không đủ, dẫn tới là cái tình trạng là nó bị lờ mờ. Đấy. Thế cách xử lý thì rất là đơn giản, các bạn kéo cái này vào thôi. Kéo cho tới khi nào mà nó nằm vào trong cái khu vực của cái sơ đồ này. Bằng cách kéo vào như thế này thì chúng ta đã thấy rằng là nó tương đối là ổn thỏa, bắt đầu là nó đủ độ sáng, đúng không? Sau đó thì chúng ta sẽ gia giảm thêm bằng cách là kéo cái điểm trung gian này. Đấy, ưu tiên thêm cái độ tối hay ưu tiên thêm độ sáng. Thì lúc này chúng ta phải giải quyết cả hai vấn đề. Một là tăng cái giá trị độ sáng nhất lên. Và hai là chúng ta giảm bớt cái này đi. Cái độ trung gian này thì chúng ta sẽ kéo, chúng ta ưu tiên về cái đầu gì đấy, về đầu sáng nhiều hơn. Đấy thì nó mới tăng cái độ tương phản lên cao hơn cho chúng ta. Và lúc này thì cái ảnh của chúng ta trông nó mới rõ ràng. Cũng có một cách khác nhưng mà đòi hỏi phải ra tay nghề một chút. Thay vì việc là kéo các con trượt thì chúng ta sẽ reset nó lại bằng cách như sau. Đừng nhấn cancel. Cancel thì chúng ta hủy cái thao tác vừa làm vừa rồi. Photoshop nó cung cấp cho chúng ta một cái cách để tiết kiệm bớt cái thao tác, bằng cách là nếu mà làm một cái gì đó mà các bạn cảm thấy mà không hài lòng thì thay vì việc là nhấn cancel để hủy cái lệnh và làm lại một lần thì chúng ta sẽ nhấn an. Lúc các bạn nhấn an thì cái phím cancel này nó sẽ tạm thời chuyển sang thành reset, và chúng ta bấm vào đây thì nó lại trả về cái trạng thái như là chúng ta chưa chỉnh cái gì cả, để cho chúng ta chỉnh lại mà không cần phải đóng hộp thoại. Phép xử lý này thì đều có thể dùng chung cho tất cả các hộp thoại mà đã bật lên, chứ không riêng gì cái level này. Và sau đó thì các bạn có thể tìm cái cách xử lý khác, không phải là kéo các con trượt này nữa, mà chúng ta sẽ sử dụng các cái công cụ mà hút mẫu màu này. Chúng ta sử dụng nó để chúng ta thiết lập các giá trị chúng ta cho rằng là sáng nhất hoặc là tối nhất trong bức ảnh. Thế để thực hiện thì các bạn chọn hai cái công cụ này. Đầu tiên là chúng ta xác nhận cái điểm gọi là tối nhất. Đấy, khi quan sát trên màn hình, các bạn thấy cái điểm nào các bạn cho rằng là đủ cái giá trị được gọi là tối nhất thì các bạn kích vào đấy để chúng ta xác nhận cái giá trị được gọi là tối nhất. Sau đó thì chúng ta lại chọn tiếp cái công cụ thứ hai. Các bạn kích vào cái điểm nào đó mà các bạn cho rằng là nó đạt được cái giá trị gọi là sáng nhất ở trong bức ảnh. Thế bằng cách như thế này thì chúng ta sẽ điều chỉnh lại các giá trị được gọi là sáng và tối ở trong bức ảnh, và các bạn thấy kết quả của bức ảnh trông nó hoàn toàn khác biệt. Đó. Bằng cách như thế này thì tôi điều chỉnh lại tương quan giữa giá trị sáng, giá trị tối, và chúng ta sẽ có một cái bức ảnh cân bằng hơn giữa hai giá trị này. Nó không bị thừa tối, nó cũng không bị thừa sáng. Và lúc này thì trông cái bức ảnh của chúng ta nó sẽ căng ra, nó sẽ đủ sáng, đủ tối và độ tương phản nó hợp lý, thì lúc này chúng ta mới nhìn cái sản phẩm nó được rõ ràng. Chứ còn cái bức ảnh gốc ban đầu thì các bạn thấy rất là tệ, đúng không? Tất cả lờ mờ do tương phản rất là kém, đấy, thiếu sáng
và tư phản kém. Thì sau khi mà chúng ta điều chỉnh bằng cách như thế này thì các bạn nhận được một cái bức ảnh trông nó căng, nó nét, nó rõ ràng hơn rất là nhiều. Thế tuy nhiên là cái thao tác làm như thế này thì cũng phải đòi hỏi một chút cái kinh nghiệm, là nếu mà chúng ta làm không tốt thì đôi lúc là chúng ta điều chỉnh nó sẽ rất là tệ. Ví dụ như là bây giờ chúng ta thử sử dụng cái này. Đây, một cái bức ảnh như thế này thì các bạn thấy rằng những cái bức ảnh mà người ta cung cấp ở trên các cái trang mà cung cấp ảnh hoặc là đưa lên rồi ấy, hầu hết là những cái bức ảnh đã được chỉnh sửa và gần như là nó rất là hoàn hảo. Nhìn một cái không bao giờ có cái chuyện là một cái con trượt mà nó nằm ngoài cái ngưỡng của sơ đồ đâu. Đây, chúng ta có thể mở thử một vài cái bức ảnh khác. Tất cả những cái bức ảnh được cung cấp hầu như là bao giờ nó cũng rất là tốt. Đấy, không bao giờ có tình trạng nằm ra ngoài. Nhưng mà cái ảnh mà chúng ta lấy mẫu vừa rồi ấy, đây các bạn nhìn, cái điểm sáng nó nằm ngoài hẳn cái sơ đồ này luôn, không nằm trong. Đấy, và thường thường những cái ảnh mà gặp phải tình trạng như này thì cứ phải kéo vào nó, cứ phải kéo nó vào thì lúc đó nó mới đủ được cái độ sáng đó, sau đó ra giảm thêm một chút giữa cái điểm sáng và điểm tối để tăng hay giảm cái độ tương phản. Đấy. Thế còn nếu mà chúng ta làm mà không tốt ấy, chúng ta sử dụng cái công cụ này thì đôi lúc là nó sẽ dẫn tới cái vấn đề là nó bị biến màu. Ví dụ xác nhận một cái điểm tối, nếu mà tôi xác nhận không đúng thì nó sẽ dẫn tới là cái ảnh đó nó sẽ không ổn. Bình thường ra mình xác định đúng thì không sao, nhưng ví dụ tôi lại lấy cái vùng như thế này gọi là điểm tối nhất này thì nó sẽ làm cho cả bức ảnh nó tối mò luôn đi đó. Hoặc là ngược lại, nếu như tôi xác nhận một cái điểm nào đó gọi là điểm sáng nhất, ok, ví dụ đây tôi gọi là điểm sáng nhất này, hoặc là đây tôi gọi là điểm sáng nhất này, không sao. Nhưng nếu mà tôi lấy chệch cái điểm sáng nhất đi thì có thể là nó đôi lúc là nó sẽ làm cho toàn bộ cái bức ảnh này nó bị biến đi rất là dữ. Cho nên là chúng ta làm cái này cũng phải tương đối là cẩn thận một chút. Còn tất nhiên nếu mà muốn tìm tòi, muốn phá phách thì đây là một công cụ phá phách rất là tốt luôn. Các bạn có thể làm biến tông màu rất là nhanh bằng cách là chọn một cái màu nào đấy mà nó không đúng yêu cầu, không đúng chuẩn, lập tức là các bạn sẽ có một cái bức ảnh tông màu nó đổi ngay. Đây, bằng cách chọn lại cái điểm gọi là sáng nhất, mỗi một lúc mà chúng ta thiết lập mà nó không chuẩn một cái là nó lại biến tông màu bức ảnh đi. Thế còn cân chỉnh cho chuẩn thì các bạn vừa mới nhìn thấy rồi đấy. Đây, ra giảm lại bằng cách là chọn những cái điểm chuẩn của nó, sáng nhất này, tối nhất này. Đấy, thì chúng ta gần như là, thực ra thì cái này nó đã là một cái bức ảnh chuẩn rồi. Đấy, ra giảm thêm ít nhiều thì nó biến một tí thôi. Nhưng mà đối với những cái bức ảnh mà nó không được ngon lành, những cái bức ảnh mà chúng ta tự chụp ấy, thường là tay mơ ấy, điều khiển không tốt, thì thường là nó sẽ rơi vào cái tình trạng là phải cân chỉnh rất là nhiều. Thì đấy là một trong các phương pháp. Ngoài ra chúng ta còn thêm một cái phương pháp nữa là sử dụng cái lệnh thứ hai này, cái lệnh curve. Lệnh curve này thì nó sẽ giúp cho chúng ta điều chỉnh trên một cái sơ đồ hình vuông như thế này. Các bạn nhìn qua thì các bạn cũng sẽ thấy là có cái sơ đồ cũng gần giống như là cái sơ đồ level vừa nãy. Tuy nhiên là bây giờ chúng ta sẽ thấy là có một cái đường điều chỉnh chéo như thế này. Và bằng cách là chúng ta tác động vào cái sơ đồ này, chúng ta cũng sẽ ra giảm được sáng tối cũng như độ tương phản cho cái bức ảnh. Chúng ta sẽ thấy rằng là ví dụ như là tôi kéo xuống đây này, là đang làm gì đây ạ? Giảm sáng đúng không ạ? Đấy. Như thế này là tăng sáng này, đúng không? Tăng độ tương phản này. Đấy, thì chúng ta có thể là xử lý bằng cách là ra giảm cái này, nhắc lên nhắc xuống cũng được, chứ không nhất thiết là chúng ta phải giữ nguyên nó ở trên một cái đường chéo như thế.
các bạn cũng có thể bấm vào giữa các cái đường này để tạo ra thêm các cái điểm điều khiển, có thể nhấc nó cong lên hay là đưa vòng xuống. Thường thì chỉnh một cách đơn giản thì thường thường là các bạn làm cho nó một bức ảnh rõ ràng hơn. Thì cách mà đơn giản nhất trong các cách đơn giản là bấm vào giữa các cái này đấy, kéo, thường là kéo căng lên phía trên đấy, là nó sẽ gia tăng thêm cả độ sáng lẫn độ tương phản cao lên một chút cho cái bức ảnh. Thế và nếu như mà chưa đủ thì các bạn có thể là tăng giảm thêm cái này đấy, bằng cách như thế này thì chúng ta có thể can thiệp được vào trong cái bức ảnh để cho chúng ta thiết lập lại các giá trị cho nó cân bằng hơn. Thế và cái cách như thế này thì nó cũng là một cái phương pháp mà chúng ta hay sử dụng ở trong cái quá trình mà làm việc để mà cân chỉnh cả giá trị màu sắc cho bức ảnh. Thực ra thì cũng còn những cái phương pháp khác nữa, ví dụ như là chúng ta nói là gia giảm ở trong cái bức ảnh như thế này bằng cách là sử dụng lệnh crop này, thì còn có một cái vài nữa như sau. Chúng ta sử dụng nó để mà chúng ta cân chỉnh màu cho một cái sản phẩm. Như tôi đã nói lúc ban đầu ấy, thì cái kết quả của một cái bản in ấy thì nó phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố. Đấy, trong đó thì cái máy in nó là một cái yếu tố mà tác động cực kỳ lớn. Giống như màn hình, tôi quan sát cùng một cái file ở trên màn hình của tôi, trên một màn hình của máy người khác, vân vân, thì nó sẽ cho cái hình thể hiện nó khác nhau ít nhiều. Thế thì máy in cũng thế, máy in to, máy in nhỏ, máy in loại này hay loại kia thì nó cũng sẽ cho cái kết quả nó hơi khác biệt. Và mỗi một cái máy in thực ra thì không có cái nào nó hoàn hảo, cái nào nó cũng sẽ có một chút tật nào đó, dù ít dù nhiều. Đấy. Ví dụ như là tôi đi in ở một cái nhà in ở đó, vài lần tôi có thể nhận thấy là cái máy in này nó hơi bị già màu đỏ, hay là nó hơi bị non màu xanh, hay là một cái gì đó. In vài lần thì tôi sẽ nhận thấy cái điều đó, và bằng cách là sử dụng cái nhận biết đó, chúng ta có thể là gia giảm, chúng ta có thể xử lý nó trước ở cái bản thiết kế của mình. Đấy. Ví dụ một cái bức ảnh mà tôi in, tôi quan sát ở trên máy tôi thấy như thế này, nhưng đến lúc mà tôi in ra tôi thấy là nó hay bị già màu đỏ chẳng hạn, thì tôi có thể là trước khi đưa cái bản in đi, tôi sẽ can thiệp vào trong cái bức ảnh này, tôi làm giảm bớt cái tham số đỏ đi một tí ở ngay trên máy của tôi thôi, để đến lúc mà đưa ra cái máy in mà nó hơi bị già đỏ thì nó bù lại cái phần đỏ đấy là vừa, ví dụ như thế. Hay là cái chỗ nào đấy nó hơi bị non màu xanh chẳng hạn, tôi ra giảm trước màu xanh đi, tôi ra trước màu xanh đi, thì đến lúc mà nó non bớt đi một tí là vừa. Thế thì trong cái quá trình mà làm như thế này thì chúng ta có thể là xử lý như sau đó, ví dụ như là email mode adjustment vào trong curve này, thì thay vì là chúng ta điều chỉnh thẳng ở trên cái kênh tổng này đấy, thì tôi sẽ mở ra và tôi sẽ can thiệp vào một cái kênh cụ thể, ví dụ như là vào magenta. Vừa nãy tôi nói là có một cái máy in mà tôi in vài lần tôi thấy là nó hay bị già đỏ hơn so với lại cái ảnh mà tôi vẫn thấy chẳng hạn, thì tôi có thể là giải quyết bằng cách là làm gì đấy ạ? Tôi ngắt bớt đỏ đi một tí đó, tôi giảm bớt đỏ đi, thì cái ảnh của chúng ta trông trên màn hình thì nó sẽ hơi bị xanh hơn bình thường, nhưng mà đến lúc mà chúng ta in nó ra ở trên cái máy in mà chúng ta đã biết thừa là nó hơi bị già đỏ hơn bình thường rồi, thì nó sẽ tự bù lấy cái phần đó. Tất nhiên là cũng không thể nào mà một lần mà ăn tiền ngay được đấy, nếu mà làm cho nó cẩn thận thì mỗi một lần chúng ta ra giảm một tí. Lần đầu tiên tôi giảm thử một xíu thôi, tôi ngắt bớt đỏ lên một xíu thôi, in thử một lần, nếu mà sản phẩm đấy mà như thế cân bằng rồi thì thôi, lần sau tôi cứ thế mà tôi làm. Còn nếu mà vẫn hơi bị già đỏ, vẫn chưa được hoàn hảo, thì hôm sau, lần sau nữa tôi sẽ giảm thêm một tí tẹo nữa, chứ đừng có kéo đánh ào một cái, thì đến lúc mà in ra thì có thể là nó sẽ sai biệt rất là nhiều đấy.
những cái việc này thì chúng ta cần phải có một cái kinh nghiệm làm việc nhất định nào đó trong thực tế thì mới làm được. Còn về mặt lý thuyết thì nó sẽ là như thế. Thế còn trong cái quá trình mà điều chỉnh chẳng hạn, chúng ta có thể là có những cái cách mà chúng ta điều chỉnh tông màu, thay vì là trên tổng thì chúng ta cũng có thể làm như thế này. Đây ví dụ các bạn có thể quan sát này, muốn mà gia giảm làm một cái bức ảnh nào đó để cho nó đổi tông màu đi chẳng hạn, ngoài những cái lệnh mà chỉnh màu ra, chút nữa thì chúng ta sẽ nói với nhau về cái cách làm việc với những cái lệnh đó. Thì chúng ta có thể là quan sát thử một vài cái cách như thế này. Chúng ta can thiệp thẳng vào trong cái kênh màu đó. Ví dụ như là này, lấy thử cảnh này đi. Thay vì việc là sử dụng các cái lệnh mà căn chỉnh màu ở đây, đây chúng ta có một loạt các cái lệnh xử lý màu. Chúng ta cũng có thêm một cách nữa là chúng ta can thiệp gia giảm ngay ở trong cái channel này. Đấy. Bình thường ra khi mà các bạn bấm vào một cái kênh như thế này thì nó sẽ hiển thị trực tiếp ở đây. Nhưng mà các bạn có thể là chọn riêng một kênh. Các bạn gia giảm bằng cách là sử dụng các cái lệnh. Đấy. Dùng level hoặc là curve đều được nhé. Sau đó thì các bạn gia giảm tương quan ở đây. Cách làm như thế này thì nó tương đối là hay. Nó đổi tông màu nhưng mà đồng thời nó vẫn giữ được một cái sự trong trẻo của bức ảnh. Ví dụ tôi muốn làm cho nó rực lên này. Đấy. Gia giảm thêm nhé. Thẳng ở trên kênh. Lạnh này, giảm xuống. Nóng này, kéo lên này. Ví dụ chỉnh mỗi kênh thì nó lại cho cái kết quả khác nhau một chút. Đây ví dụ tôi làm trên kênh green này, kênh xanh này. Muốn làm cho nó ngả sang xanh cây nhiều này thì kéo sang bên trái này. Đó. Muốn làm cho nó ngược lại. Đấy thì sẽ kéo sang bên phải. Kết quả. Đấy hoặc là tôi làm trên kênh blue. Đấy. Muốn ngả một cái nào đó thì các bạn cứ kéo trên này, gia giảm dạng như thế này. Đấy. Thay vì việc là làm việc ở trên một cái kênh tổng, tại vì kênh tổng thì nó khác nhé. Kênh tổng thì khi mà tôi kéo cái này hay là kéo cái kia là nó can thiệp vào cả ba màu đó, cả ba giá trị màu của cái bức ảnh. Đấy, như thế này là chúng ta đang gia giảm độ sáng độ tối cho cả ba kênh. Thế còn cái cách mà chúng ta chọn một trong các cái kênh này để chúng ta làm là can thiệp vào một kênh thôi, và lúc đó thì nó sẽ ngả riêng màu sang một cái nào đó. Thì đây cũng là một cái cách. Thế ngoài ra thì nói nhanh thêm một tí nữa thì kênh này, ngoài cái chuyện là các giá trị màu ra thì chính xác ra nó còn là cái nơi chứa các cái vùng chọn mà các bạn tạo vào đây này. Ví dụ như là tôi chọn một cái vùng chọn nhé. Chẳng hạn tôi muốn thay màu cho mấy cái móng này chẳng hạn. Đó. Đấy. Thế bây giờ chọn móng này, lưu lại này, select, shape selection, đặt tên hay không đặt tên không quan trọng, đúng không? Nó vẫn sẽ lưu cho các bạn. Và đây này, các bạn nhìn đây này, cái mà chúng ta gọi là alpha 1 hay alpha 2 mà nó xuất hiện ra chính là cái này, nó sẽ lưu cái vùng chọn của các bạn ở trong cái channel này. Đấy. Chính là nó nằm ở đây. Đấy, nếu mà bây giờ tôi lại làm được tiếp, tôi lại lấy một cái tôi lấy cái môi chẳng hạn,
Đây, thêm một phần nữa, ví dụ như các bạn có thể chọn cái cách như thế này và select này và modify này. Ngoài mấy cái lệnh mà chúng ta có thể là xử lý ở đây, ví dụ như là feather thì chúng ta biết rồi đúng không ạ? Expand là mở rộng ra, contract là thu hẹp lại, smooth là làm cho mềm biên vùng chọn đi, thì các bạn có thể chọn thêm một cái một số các cái tùy chọn dạng như thế này. Row trường hợp này thì hơi đây đơn giản đưa nữa đi. Ví dụ lấy được cái môi rồi, lưu nữa thì chúng ta sẽ có cái gì? Đoạn này thì hơi khó, tại vì màu của nó không còn nằm ở trong cái ngưỡng tím. Ví dụ đây, chọn nữa này, lưu này, select này, shape này. Đấy. Các bạn sẽ nhìn thấy rằng là mỗi một cái vùng chọn mà chúng ta làm phát sinh ra, chúng ta lưu lại thì nó sẽ luôn luôn nằm ở đây. Đấy. Thì thay vì việc là vào select, vào load selection chọn các cái tùy chọn khác nhau, thì thực ra là các bạn có thể làm bằng cách là vào đây control này, click này, control click này. Đấy. Để các bạn tải vùng chọn thì các bạn có thể vào trong channel các bạn dùng các cái thao tác mà rất là trực quan như thế này. Đấy. Để ra dạng các cái vùng chọn tải lên hay là hủy bỏ đi. Đấy, thế còn muốn bỏ một cái đi thì cứ thế mà kéo thẳng vào đây thôi, hoặc là hiệu chỉnh trong này cũng được. Đấy, các bạn ra giảm cái này cũng giống như là trong cái chế độ quick selection ấy, quick mask ấy. Đấy, sử dụng màu đen hay màu trắng tô vào đây. Đấy thì nó sẽ tạo ra các cái vùng chọn này. Đó. Thực ra quick mask chính là cái dạng như thế này. Đây cũng là một dạng biến tướng chúng ta có thể dùng như thế này. Thế đấy là thao tác chỉnh màu ở trên channel nhé. Thế ngoài ra thì chúng ta còn có cái gì nữa nào? Một số lệnh, ví dụ lệnh chỉnh màu mà gọi là xương sống trong tất cả mọi thứ chỉnh màu, thì nó sẽ là cái hue saturation này. Đây các bạn quan sát nha. Gọi nó hoặc là nhấn Ctrl U thì chúng ta sẽ có một hộp thoại mở ra, bao gồm có 3 con trượt, một là hue, hai là saturation và ba là lightness này. Hue thì là cái con trượt nó sẽ giúp chúng ta hiệu chỉnh về sắc. Tất cả các giá trị lúc mới mở ra thì nó sẽ nằm ở giá trị 0 là chuẩn gốc. Sau đó nếu mà chúng ta kéo con trượt này đi thì các bạn sẽ nhìn thấy là màu sắc sẽ chuyển sang các tông khác nhau. Đây chính là gốc của tất cả các cái lệnh chỉnh màu hue saturation. Đấy. Thế bây giờ sau khi mà tôi chỉnh cái hue rồi thì saturation nó là cái gì? Saturation là cái khái niệm hôm qua chúng ta đã nói với nhau khi mà chúng ta nói về cái lệnh spone. Đó là độ bão hòa màu. Khi mà tôi kéo con trượt saturation này sang phía bên tay phải thì tôi sẽ làm cho màu sắc trở nên rực rỡ lên hết độ có thể. Thế còn nếu mà tôi kéo sang bên trái thì sẽ làm cho màu nhạt đi, nhạt đi, nhạt đi. Và nếu kéo đến kịch kim sang bên trái này thì chúng ta sẽ cắt toàn bộ giá trị màu, nó chỉ còn các giá trị đen và trắng. Thế còn cái lightness này thì rất là rõ rồi, tăng sáng hay giảm sáng cho cái bức ảnh. Sau khi mà các bạn điều chỉnh xong, các bạn nhấp OK hoặc là cancel. Cancel nếu mà các bạn không chấp nhận, còn nếu mà OK thì chúng ta sẽ gán cái giá trị mới cho bức ảnh. Ngoài cái này thì chúng ta còn có thêm một cái lệnh nữa, một cái tùy chọn nữa nằm ở trong này. Đó là cái tùy chọn Colorize. Colorize này là cái cách chỉnh như thế nào. Các bạn thấy là khi mà tôi kéo cái giá trị hue này đi thì khi mà nó đổi tông màu, nó vẫn giữ thành ra một vài cái khu vực tương đối khác biệt nhau.
Ví dụ như là cái ảnh này thì nó hơi bị vào một tông nhỉ. Tôi tìm một cái ảnh khác đây. Đây, ví dụ cái này. À, xem nào. À, ảnh này vẫn chưa tốt. Lấy một cái ảnh khác nó nhiều màu hơn một tí đi. Đây, ví dụ cái này. Các bạn quan sát nhé, đây có rất là nhiều màu, nhiều màu sắc ở trong 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 một cái bức hình. À, bây giờ nếu mà chúng ta vào lệnh Image Adjustment Hue Saturation chẳng hạn, khi tôi kéo cái Hue Saturation thì các bạn thấy cái gì ạ? Màu đổi sang các tông khác nhau đúng không ạ? Nhưng mà ví dụ như là trời ở phía trên sẫm này, trời sáng này, mặt biển này, mặt cát này, quần rồi thì các quả bóng này, mỗi một khu vực nó có đổi màu thì nó vẫn tạo thành những khu vực tương đối là khác biệt nhau đúng không? Bất kể nó là sang tông màu gì thì khu nào nó vẫn là khu đấy, nó vẫn có những cái sự khác biệt về màu với nhau. Tuy nhiên nếu như mà tôi đánh dấu cái chế độ là colorize như thế này thì chúng ta thấy nó còn cái còn sự khác biệt như thế không ạ? Lúc này thì nó đưa về thành một tông nào đó, hoặc là xanh, hoặc là đỏ, hoặc là vàng. Những cái màu riêng, những khu vực màu riêng là mất đi. Cái này các bạn thấy nó hơi giống như là cái đu tông vừa nãy đúng không ạ? Đấy, đưa về một tông màu. Và lúc này thì các bạn sẽ thấy là không còn nhiều những cái khu vực gọi là xanh riêng hay đỏ riêng hay là gì nữa. Tất cả một cái bức hình này nó sẽ được đưa về một cái tông màu duy nhất. Cứ hình dung giống giống như là chúng ta lúc bé mà bà đi chùa hay là mẹ đi chợ về mà cho cái oản ấy, ăn xong oản bao giờ cũng lôi cái giấy bóng kính màu ra nghịch, cứ dơ lên trước mặt, hôm đỏ hôm xanh, thì chúng ta sẽ thấy xung quanh nó sẽ bị biến màu hết theo một cái tông như thế. Đấy. Thì cái cách mà chúng ta sử dụng colorize này nó cũng tương tự, tức là nó sẽ cắt những cái màu riêng đi, cắt màu riêng của từng khu vực đi và nó sẽ nhuộm theo một màu chung. Độ tương phản, độ đậm nhạt, độ sáng tối của từng khu vực thì không bị thay đổi trong trường hợp này, nhưng giá trị màu riêng của từng khu vực sẽ bị triệt tiêu và thay bằng một màu chung. Đấy, hoặc là xanh, hoặc đỏ, hoặc vàng theo cái giá trị hue mà chúng ta kéo này. Đấy, thế còn cái saturation vẫn đóng giá trị là làm cho màu rực lên hay là dịu đi. Lightness thì vẫn có giá trị là làm sáng hay làm tối. Chỉ có duy nhất cái colorize này nó giải quyết cho chúng ta theo cái cách là gì đấy, cắt màu riêng của từng khu vực và chịu sự điều khiển chung của cái hue trên này. Đấy, chuyển sang tông nào thì nó áp dụng chung cho tất cả cái bức ảnh. Thì đây là cái lệnh mang tính gần như là xương sống trong cái việc mà chúng ta điều chỉnh ảnh, điều chỉnh màu. Đấy, kết quả đại loại nó sẽ là thế này. Thế bây giờ chúng ta có thể tham khảo thêm một số các cái lệnh nữa như sau. Trong này có một vài lệnh cũng rất là hay, ví dụ như là Color Balance. Color Balance là một cái lệnh mà nó sẽ can thiệp vào các giá trị màu chính trong bức ảnh. Nó cũng tương tự như là cái việc mà chúng ta can thiệp vào cái kênh vừa rồi ấy, cái channel vừa rồi ấy. Khi mà tôi kéo một cái giá trị như thế này sang một màu nào đó thì các bạn sẽ thấy rằng là cái màu đó được tăng lên nhưng đồng thời là sẽ giảm cái màu đối nghịch ở đầu bên này đi. Tôi tăng xanh lên thì giá trị đỏ nó sẽ bị giảm bớt xuống, hoặc là ngược lại, tôi tăng đỏ này thì giá trị đỏ lên và giá trị xanh sẽ bị giảm bớt đi. Kéo những cái này thì chúng ta sẽ thấy là nó sẽ ra giảm. Ở đây thì chúng ta sẽ có mấy cái lựa chọn nữa nhé. Tông Balance thì còn phụ thuộc vào cái vấn đề là chúng ta đang muốn chỉnh ở trong khu vực nào. Midtone là cho những cái khu vực mà màu sắc mang tính trung bình.
Thế còn shadow là cho phép chúng ta chỉnh sửa vào những cái khu vực mà màu sẫm, đấy, màu tối. Thế còn highlight là cho phép chúng ta can thiệp vào những khu vực màu sáng. Đấy, nó sẽ tác động cụ thể hơn vào những cái khu vực nào do chúng ta lựa chọn. Thông thường thì bình thường thì chúng ta nên chỉnh ở cái chế độ mid tone, nó mang tính chất tổng quan hơn. Nhưng nếu như mà trong cái bức ảnh mà nó còn có những khu vực mà rất sáng hoặc rất tối, nó tách bạch ra, thì lúc đấy chúng ta cũng cần phải có được cái sự điều chỉnh bằng cách là chọn lại các khu vực shadow hoặc là highlight. Thế đây là một cái lệnh cũng sẽ được sử dụng nhiều, và thực ra thì nó nằm ở trong vùng chọn này thì nó có tác động khác, hay là nó luôn luôn là làm ở trên cả một cái bức ảnh. Thế đây chúng ta thử nghiệm thêm một chút này. Cái lệnh này thì cho phép chúng ta là điều chỉnh ở trong đấy ạ, trong vùng chọn nhé. Không chọn có nghĩa là xử lý tổng, còn nếu như chúng ta có vùng chọn thì nó chỉ tác động trong vùng chọn của chúng ta thôi. Thế ngoài cái color ba lăng thì các bạn còn có một cái lệnh nữa rất là đặc biệt, đó là cái lệnh selective color. Đây, các bạn quan sát selective color. Selective color thì nó sẽ chọn cái khu vực xử lý bằng cách là chỉ định màu. Đấy, chỉ định màu sắc. Bình thường ra là chúng ta sẽ phải chỉnh tổng, hoặc là chúng ta tạo ra một cái vùng chọn để chúng ta giới hạn cái vùng xử lý. Tuy nhiên là ở trong cái công cụ này, cái cách chỉnh như thế này thì chúng ta chỉ định theo giá trị màu. Ở trong này các bạn thấy là chúng ta có một loạt các cái màu mẫu như thế này, và nếu như mà tôi chọn một cái màu nào đó ở trong này mà tôi gia giảm cái tham số thì nó sẽ tác động tới các khu vực mà nhiều cái màu đó. Ví dụ như tôi chọn cyan này, hoặc là tôi chọn blue này, ví dụ màu trời là khu vực nhiều blue và cyan đấy chẳng hạn. Tôi muốn làm cho nó có dáng tím lên chẳng hạn, hồng lên chẳng hạn, thì tôi sẽ cắt giảm bớt cái này lên, tôi tăng đỏ lên, ví dụ như thế. Thì tôi có thể là gia giảm rất là nhanh cái màu trời này. Đấy, ví dụ tôi đổi tông, đổi màu thì tôi gia giảm cách như thế này. Đấy. Hoặc là ví dụ như là cái quần của cô này màu xanh này chẳng hạn, tôi chọn một cái màu green này mà bây giờ tôi muốn là cho nó đổi sang cái chất khác chẳng hạn. Đấy, thì bây giờ chúng ta sẽ gia giảm vàng này, chất vàng này đúng không? Tôi muốn cho nó sang thành một cái màu khác đi. Đấy, thì tất cả những cái khu vực nào mà nhiều cái màu đó chúng ta có thể là gia giảm nó rất là nhanh. Tất nhiên là nếu như không muốn ảnh hưởng tới cái chùm bóng trên này thì chúng ta lại phải quanh một cái vùng chọn ở đây để chúng ta xử lý nó ở đó. Đấy, thì đấy là một cái cách chỉnh lý màu tương đối là hay. Thế ngoài cái này nữa thì chúng ta còn có một cái lệnh, nó gọi là lệnh replace color. Replace color là một cái lệnh mà cho phép chúng ta chỉ định những cái khu vực sẽ được thay đổi màu. Tôi lấy ví dụ như là tôi muốn đổi màu của cái quần này nhé. Thì các bạn nhìn bình thường ra là chúng ta mở một bức ảnh ra thì chúng ta sẽ có hai cách. Đấy. Chúng ta để ở chế độ là nhìn theo bức ảnh, hay là chúng ta để ở chế độ là những cái vùng được lựa chọn. Khi tôi bấm chọn vào đây, tôi sẽ thấy có những cái màu mà nó được hiển thị ở trên, màu trắng được hiển thị ở trên nền đen. Cứ chỗ nào trắng có nghĩa là cái chỗ đó là cái phần được lựa chọn. Sau đó thì tôi có thể gia giảm thêm bằng cách là bấm vào cái công cụ lấy màu cộng, tôi bấm chọn thêm vào những cái khu vực khác mà tôi muốn lấy. Thì thông qua cái việc này thì tôi sẽ làm cho nó được nổi lên thành cái vùng màu trắng như thế này. Muốn mở rộng thêm vùng chọn thì chúng ta chọn cái Fuzziness này và chúng ta kéo rộng nó lên, nó sẽ lấy thêm những cái vùng mà chúng ta mong muốn mở rộng ra. Đấy. Và sau đó thì các bạn sẽ thấy, ví dụ tại sao mà vừa nãy tôi nói là
cái công cụ Hue Saturation nó lại là xương sống để chỉnh màu trong tất cả các lệnh chỉnh màu gần như thế. Thì các bạn sẽ thấy là sau khi mà chúng ta xác nhận xong cái vùng này thì các bạn lại gặp lại cái Hue Saturation ở đây. Đấy, đây là màu được lựa chọn. Và bây giờ nếu như mà tôi kéo cái này thì tôi sẽ ra giảm, tôi thay đổi màu cho cái quần này. Đó, nếu như mà ở đây tôi cảm thấy là chưa đủ đúng không, tôi kéo thêm. Đấy, thì bây giờ các bạn thấy là kéo thêm một chút, tôi đổi luôn toàn bộ cái quần này sang cái màu đỏ. Muốn làm cho rực lên nữa thì kéo saturation rực lên, muốn làm cho màu dịu đi thì chúng ta kéo gì đã saturation giảm đi, muốn làm sáng lên kéo lightness, muốn làm tối sậm đi thì kéo lightness sang trái, vâng vâng. Thì đây là cái cách để mà chúng ta có thể là xử lý thay đổi màu, thay màu rất nhanh cho một khu vực nào đó mà không cần phải sử dụng đến quá nhiều những công cụ lấy vùng chọn giống như là trước đây nữa, mà dựa trên cái giá trị màu thôi. Còn nếu mà không muốn can thiệp lên trên cái vùng quả bóng này thì hãy làm cho tôi một cái vùng chọn ở đây để giới hạn nó lại, tức là tôi chỉ chỉnh ở cái quần này thôi, tại vì những cái màu mà có giá trị tương đối gần thì nó cũng có ở trên quả bóng này, đúng không? Bây giờ tôi vào đây image adjustment, vào lệnh replace color thì lúc này nó sẽ cho phép tôi chỉ chọn ở trong khu vực này thôi. Đây, bấm chọn cho tới khi nào mà chọn hết được tất cả những cái giá trị này. Đấy, sau đó thích quần sang màu gì thì chuyển sang màu đó. Ví dụ như thế này, nhanh vô cùng luôn. Chúng ta chọn bằng các công cụ chọn rất khó, rất lâu, nhưng mà chọn theo giá trị màu theo kiểu replace color này thì cực kỳ nhanh, khoanh vùng nhanh lại chút và sau đó thì chúng ta chọn các cái giá trị đó và sử dụng Hue Saturation để điều chỉnh. Thế là còn cuối cùng thì bây giờ chúng ta sẽ làm thêm một cái thao tác cũng tương đối hay ho là cái này. Ở đây các bạn sẽ có một cái lệnh là lệnh Black and White. Black and White thì nghe thoáng qua thì chúng ta sẽ hình dung à, nó biến thành đen trắng chứ thành cái quái gì, đúng không? Nhưng mà không đơn giản như thế. Tại vì nếu mà Black and White thì chúng ta sẽ có mấy cách như thế này. Một là vào image và mode chúng ta ví dụ như đơn giản là chuyển nó sang thành grayscale, đúng không? Vậy thì đấy là một kiểu. Mà không muốn nó là grayscale, vẫn muốn nó là một cái ảnh dạng RGB nhưng cắt màu thì chúng ta sẽ vào đây. Đơn giản nhất là Hue Saturation, kéo cái thằng này, đây kéo cái thằng này về hết bên trái là xong, đúng không? Nhưng mà còn có một lệnh nữa, đó là lệnh image adjustment, và đây chúng ta có một cái lệnh được tách ra, đó là lệnh desaturate. Shift Ctrl U, bấm vào đây một cái nó cũng sẽ cắt màu hết cho chúng ta. Vậy thì trông nó cũng sẽ giống như là ảnh đen trắng. Vậy thì tại sao nó lại còn tòi ra một cái lệnh nữa là lệnh Black and White? Thì cái lệnh này nó mang tính tổng hợp nhiều hơn và nó cho phép chỉnh sâu hơn ở góc độ như thế này. Bình thường ra nhấn Black and White thì đương nhiên là nó sẽ cắt luôn các giá trị màu đi và chúng ta sẽ còn lại cái ảnh mà có thang độ xám như thế này. Nhưng mà nó cho phép các bạn làm thêm hai cái việc nữa. Một là vẫn nhuộm theo một tông nào đó thì bằng cách là nhấn vào cái tan cái này thì nó cũng hơi giống như là cái trường hợp ở trong Hue Saturation mà chúng ta đánh dấu vào Colorize. Sau đó thì các bạn có thể là trượt cái con trượt Hue này đi để các bạn thay đổi cái tông màu. Saturation là để cho nó rực lên hay là nó dịu bớt màu đi. Thì cái này thì cũng không lạ, đúng không? Cái này thì tôi cũng có thể làm mà được ở trong gì đấy, trong Hue Saturation, đúng không? Đánh dấu Colorize nó cũng ra cái giá trị như này. Nhưng mà đây, sự khác biệt chính là nó nằm ở đây. Kể cả không nhuộm màu hay có nhuộm màu, đấy, nhuộm màu rồi hay là không nhuộm màu thì tôi vẫn còn có thêm một cái khác biệt nữa, đó là tôi điều chỉnh được sáng tối cho cái bức ảnh tại cái vùng mà tôi muốn. Đấy nhá, tắt preview, các bạn nhìn ví dụ đây là khu vực màu duy nhất có cái sắc đỏ trong này, đúng không ạ? Là cái thuyền, ví dụ thế. Bây giờ cái thuyền như thế này, hoặc là để đen trắng, hoặc là nhuộm nó sang một cái chất màu nào đó. Nhưng mà tôi muốn là cho cái thuyền này nó trở nên là sáng lên hay là tối đi thì tôi còn có cái con trượt ở đây. Ví dụ cái thuyền màu đỏ, bây giờ tôi muốn làm cho nó sáng lên thì tôi có thể kéo cái giá trị này để làm sáng riêng cho cái khu vực nào vốn trước đấy nó lại có màu đỏ.
lệnh ngay thì thằng Hugh Saturation không làm được. Đấy, Hugh Saturation thua cái vụ này. Tất nhiên tôi có thể làm, nhưng mà với điều kiện là gì đấy, tôi lại phải tạo vùng trọ, tôi lại phải làm cái ABC gì đó, rất nhiều thứ tôi mới có thể là đẩy sáng riêng cho thằng này. Nhưng mà thằng này thì có thể là xử lý luôn. Đấy, ngoài cái việc là chuyển sắc này sang thành đen trắng hoặc là nhuộm sang một tông màu, thì tôi còn có thể gia giảm thêm những cái khu vực mà tôi muốn. Ví dụ xanh này, tôi muốn khu vực các cây cối nó cũng xanh lên, cũng sáng lên. Hoặc là tôi muốn cho cây cối thì tối đi và trời thì sáng lên, tôi điều chỉnh được. Đấy, cái này thì nó hơi khác với lại những cái lệnh mà chúng ta giới thiệu trước đó. Desaturate thì chắc chắn là làm cho nó ngả chuyển sang thành đen trắng rồi đó. Đấy, Hue Saturation chuyển màu được đấy, với cái chế độ là colorize. Nhưng mà thằng này thì nó mang tính gọi là tổng hợp cả hai đấy. Và trong cái này thì nó còn hơi giống cái gì đây, tại vì nó còn chỉnh được cho riêng một cái khu vực nào đó cụ thể, thì nó còn giống thêm cả cái lệnh gì đây ạ, lệnh selective color, đúng không? Hoặc là ít nhiều nó cũng giống với cái replace color. Đấy thì cái lệnh black and white này nó hơi mang tính tổng hợp của mấy cái thứ đó trộn lại, chứ không phải là một cái lệnh mà black and white đơn giản là chỉ có thành đen trắng. Thì trước đấy chúng ta có rất là nhiều phương pháp để mà xử lý thế rồi. Thế ngoài ra chúng ta xem còn có một số cái nữa nha. Ví dụ như là photo filter chẳng hạn, đây cũng là một cách. Cách này thì nó sẽ chơi theo cái cách là phủ nhẹ một lớp màu lên phía trên. Đấy, phủ một lớp màu lên phía trên. Thế còn phủ đậm hay phủ nhạt, nó sẽ làm cho toàn bộ cái bức ảnh này nó sẽ ngả sang một cái màu đó. Chúng ta có hai cách lựa chọn là sử dụng filter hoặc là color. Filter thì nó cung cấp cho chúng ta một danh sách gồm có một số thứ như thế này. Các bạn bấm vào một loại nào đó, đúng không? Sau đó thì các bạn chỉnh cái tham số density này. Mật độ phủ mà càng dày thì cái màu mà chúng ta phủ lên trên nó sẽ ám vào trong cái bức ảnh càng nhiều, và nó làm cho cái bức ảnh này nó sẽ ngả sang cái màu mà chúng ta cần. Thế còn chọn color thì lúc này các bạn bấm nó sẽ mở ra một cái hộp thoại để cho phép chúng ta chọn một cái tông màu nào chúng ta muốn. Sau đó thì bằng cách là gia giảm cái mật độ phủ thì nó cũng sẽ làm cho cái bức ảnh của chúng ta nó sẽ ám sang một cái sắc mà chúng ta chỉ định. Đấy, một cái lớp phủ lên trên và làm cho toàn bộ bức ảnh nó ngả sang cái tông đó. Đấy là một kiểu. Một kiểu nữa thì chúng ta có một cái lệnh nữa cũng gần như thế, đó là cái gradient map. Thì lúc này nó không phải là phủ theo một màu duy nhất mà nó phủ theo cái màu chuyển. Đấy, có nghĩa là ít nhất là nó đưa thêm vào hai màu. Và bằng cách là sổ danh sách này ra, các bạn chọn cho tôi một cái màu nào đó, nó sẽ đưa tất cả những cái màu ở trên cái hệ màu chuyển này ám vào đây, làm gán vào thay màu ở trong những cái này. Một nguyên tắc thì chúng ta sẽ thấy là những cái gì sáng thì sẽ tương ứng với cái màu nóng, những cái gì mà gần thì sẽ tương ứng với màu nóng. Đấy, sáng và gần. Đấy, thế còn là những cái gì mà xa này rồi thì tối này thì nó sẽ tương ứng với các màu lạnh ở trong cái phần mà màu chuyển mà chúng ta dán lên. Đấy, bằng cách như thế này thì các bạn có thể tạo ra những bức ảnh tương đối là đặc biệt khi mà chúng ta dán những cái hệ màu như thế này vào đây. Đấy, ví dụ kết quả trông rất là lạ kỳ. Thế ngoài ra thì chúng ta còn có thêm một số các cái tùy chọn nữa, như là chẳng hạn như là posterize, invert thì chúng ta nói rồi đúng không? Invert thì trong cái bài tập mà dính dáng tới cái bài ngay bài 1 đấy, có nhớ có một cái bài mà có cái nhãn tròn tròn xanh xanh không ạ? Đấy, chính là lệnh invert là tôi đã nói ở trong đó rồi. Ctrl Y nó sẽ đảo ngược lại tất cả các giá trị hiện có của cái bức ảnh. Đấy. Thế và còn một cái lệnh nữa là lệnh này, posterize. Posterize thì nó là cái gì? Posterize là nó giảm bớt các cái bước chuyển màu ở trong một bức ảnh, là nó làm cho các bước trung gian bớt đi,
và làm cho cái màu này nó trở nên mảng miếng hơn. Các bạn đã quan sát những cái kỳ đại hội rồi thì ABC gì đó, các bạn hay thấy các cái tấm pano, những cái tranh cổ động rất là to mà họ vẫn trương ra ở ngoài đường phố ấy. Đấy, thì người ta sẽ không vẽ theo cái kiểu vờn kỹ mà người ta làm bằng các mảng miếng rất là mạnh. Hình nó sẽ rất là chắc, rất là khỏe. Thì đấy là cái cách mà giảm lược bớt các cái chiều diện, các cái màu chuyển đi. Và trong này nó cung cấp cho các bạn một cái lệnh cũng tương tự như thế. Đây, posterize. Khi mà các cái bước chuyển màu này nó giảm đi thì nó sẽ phân thành những cái mảng rất là lớn và rất là mạnh. Đây các bạn nhìn đó, các bước chuyển nếu mà level này càng cao thì màu nó càng mịn, các bước chuyển này nó càng êm. Nhưng mà nếu mà tôi giảm xuống này, bắt đầu thấy phân ra thành các mảng này, đúng không? Rõ ràng hơn và càng ngày càng ít đi. Đấy, bằng cách như thế này thì chúng ta sẽ phân ra thành những cái mảng rất là lớn và nó có cái style, nó sẽ có phong cách là nó trông nó giống như là những cái tranh cổ động, những cái poster mà chúng ta vẫn nhìn thấy ở ngoài đường ấy. Đấy, posterize thì chính là cái dạng gọi là làm giảm bớt mảng miếng đi để cho nó giống những cái poster cổ động. Và một dạng nữa thì đặc biệt hơn đó là cái threshold này, thì nó sẽ giúp chúng ta đưa một cái bức ảnh trở về một cái dạng đen trắng tương phản rất là mạnh. Ở trong đó thì có một cái con trượt nó nằm ở vị trí giữa như thế này. Bằng việc kéo sang trái hay kéo sang phải, chúng ta sẽ làm tăng cái màu trắng hay là tăng cái màu đen ở trong bức ảnh. Màu trắng nhiều thì sáng, nhưng mà nó sẽ giảm bớt các chi tiết. Ngược lại, nếu như mà chúng ta kéo sang phía bên này thì tăng màu đen lên, nó tối hơn, nhưng mà cũng đồng thời là nó sẽ tạo ra nhiều chi tiết hơn. Thì đây cũng là một cái cách xử lý rất là hay nếu như mà các bạn sử dụng cái tiện ích này để làm những cái tìm ý hoặc là những cái phác thảo cho những cái cách mà làm tranh minh họa hoặc là những cái bản khắc gỗ, ví dụ thế. Thì có thể là sử dụng cái này nhưng là một phương tiện rất là tốt để mà chúng ta có thể tìm một cái gợi ý hay là phân tích thử một cái mảng miếng cho một cái tài liệu gốc trước khi mà chúng ta quyết định có làm hay không. Thì đây là một số các cái lệnh mà hiệu chỉnh màu hoặc là mảng miếng hay là sáng tối tương đối là phổ biến trong cái quá trình mà làm việc. Tất nhiên là làm sâu hơn nữa thì chúng ta sẽ còn nhiều thứ để nói hơn, nhưng mà đây là những thứ mà ít nhất là các bạn khi mà đụng vào Photoshop là các bạn phải nắm được những cái này để hiệu chỉnh màu sắc cho các cái bức ảnh. Thì bây giờ các bạn thử nghiệm một chút những cái mà chúng ta vừa trao đổi đi, nói thêm nữa thì chắc là sẽ loạn mất.